Thưa quý vị, chiều nay Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2024, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2025, dự thảo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2026-2030 và góp ý cho dự án vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp. Đối với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2024, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2025, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2024, kinh tế thành phố tiếp tục hồi phục tích cực, chuyển dịch theo hướng hiện đại, có mức tăng trưởng khá. Năm 2025 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2021-2025. Do vậy, thành phố đề xuất sử dụng 22 nhóm chỉ tiêu với gồm 31 chỉ tiêu thành phần kinh tế xã hội chủ yếu theo nghị quyết Đại hội và phân chia thành 5 nhóm, gồm nhóm 7 chỉ tiêu về kinh tế, nhóm 6 chỉ tiêu về văn hóa xã hội, nhóm 6 chỉ tiêu về phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, 2 chỉ tiêu về cải cách hành chính, nhóm 1 chỉ tiêu đảm bảo an ninh. Về dự thảo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2026-2030, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đã nêu ra các nhóm chỉ tiêu, giải pháp, các chương trình đột phá để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, sáng tạo, bao trùm, gắn phát triển kinh tế với xây dựng văn hóa, con người, khẳng định và giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế là cực tăng trưởng của vùng động lực phía Nam, vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Báo cáo về dự án vành đai 4, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là dự án lớn và chưa có tiền lệ về quy mô và cách làm. Hiện Sở đã hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tổng thể xây dựng đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị trình các cấp thẩm quyền theo quy định. Xin báo cáo là có tất cả 12 cơ chế. Thì trong các cơ chế này thì tổ công tác cũng đã ra soát và tổng hợp từ những cái tiền lệ đã có và những cái đang nghiên cứu ấp ủ cũng có. Thứ nhất là từ vành đai ba và các cơ chế cho cao tốc Bắc Nam thì quý một là sẽ khởi công được, sẽ chào mừng nội đảng được cái tuyến này, tuyến cao tốc này, và phấn đấu đưa vào khai thác là chậm nhất là cuối năm 2028. Xin báo cáo anh là những cái cơ chế này là rất là khả thi và hiện nay Quốc hội cũng đang thảo luận. Nếu như vậy thì phấn đấu là như này. Bây giờ vấn đề còn lại lớn nhất là gì? Là vốn. Vốn ở đây là chỉ là vốn các tỉnh thống nhất cân đối được và trung ương hỗ trợ được cho đặc biệt là tỉnh Long An. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi đề nghị đại diện các sở ngành đơn vị tập trung góp ý cho các dự thảo, đồng thời ra soát các chỉ tiêu, xác định chỉ tiêu phấn đấu để đạt kết quả cao nhất mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ 11 đề ra. Trong cái bối cảnh hiện nay, thành phố mình đang vận hành và chúng ta huy động mọi nguồn lực để tập trung phát triển về hạ tầng. Có thể cái tứ hạ tầng là một cái chủ đề của năm 2025. Chúng ta tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế, hạ tầng văn hóa, thể dục thể thao và hạ tầng để chúng ta phục vụ xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn. Đối với giai đoạn 5 năm tiếp theo nhiệm kỳ thì kịch bản trên chương trình phần mềm chạy thì ngành cũng đặt mục tiêu là sẽ phấn đấu thu hút 65 triệu lượt khách nội địa đến thành phố vào năm 2030 và lượng khách quốc tế thì 18 triệu đến 20 triệu lượt vào năm 2030 và doanh thu đóng góp thì phấn đấu khoảng 600.000 tỷ đồng và đóng góp vào GRDP của thành phố là không dưới 25%. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi cho biết, với kế hoạch kinh tế xã hội 2024, đề nghị các đơn vị sở ngành tập trung điều hành để đạt chỉ tiêu và các nhiệm vụ của năm 2024. Thời gian còn lại chỉ cần gần 1,5 tháng, đề nghị rà soát điều hành quyết liệt để đạt kết quả cao nhất với tinh thần của Tổng Bí thư Tô Lâm, không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu mà phải nỗ lực tối đa để đạt được cao nhất. Tôi đề nghị là chúng ta tập trung chỉ đạo triển khai cái chỉ thị về tăng trưởng và cái công văn về các nhiệm vụ trọng tâm từ đây đến cuối nhiệm kỳ. Cái thứ hai đó thì chúng ta tập trung cao cho công tác giải ngân đầu tư công. Thì như tôi báo cáo với ủy ban đó, hôm qua tôi có họp rà soát lại thì đến giờ này khả năng là chúng ta có thể giải ngân 81%. Tất nhiên là chúng ta phải hết sức là tập trung từng ngày từng giờ
giải quyết từng việc cụ thể thì chúng ta mới đạt được. Cái thứ ba đó là chúng ta cũng tập trung cao cho cái thực hiện các cái nhiệm vụ cải cách hành chính cũng như là các cái nhiệm vụ của đề án 06. Cái thứ tư đó là tập trung giải quyết các cái tồn động vướng mắc, các dự án dở dang theo tinh thần công điện của Thủ tướng. Công việc năm 25 á, thì tôi đề nghị là, thứ nhất là chúng ta rà soát lại cái mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ. Để cái phần còn lại đó của nhiệm kỳ đó là chúng ta phải chuyển vào năm 25. Với tinh thần là chúng ta phải thực hiện đạt cái mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ ở kết quả cao nhất. Thứ hai nữa là trong năm 25 nó có hai cái sự kiện rất lớn, đó là kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đại hội đảng các cấp. Thì các sự kiện này chúng ta đã có chủ trương là chỉ thị của thành ủy, chúng ta có kế hoạch và chúng ta cũng thường xuyên kiểm tra, thì đề nghị là các ngành các cấp chúng ta tập trung rà soát và chỉ đạo để thực hiện đạt được kết quả cao nhất. Trong cái kế hoạch 2026-2030 đó thì mục tiêu chúng ta phải cao để chúng ta là địa phương đi đầu trong thực hiện các cái mục tiêu và nhiệm vụ quốc gia. Thì cái này phải gắn với cái nghị quyết 31, gắn với quy hoạch thành phố mà chúng ta đã trình. Tăng trưởng thì chúng ta chọn kịch bản là 9-10%. Mặc dù nó thách thức nhưng chúng ta phải là cái địa phương là tiên phong. Liên quan đến dự án vành đai 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố đã gửi phiếu xin ý kiến các đơn vị. Đây là cơ sở để tổng hợp và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi mong muốn công trình kịp triển khai trước Đại hội Đảng toàn quốc cùng với các công trình dự án khác sẽ góp phần vào thành công trong triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh.